Chào mọi người, mình là Trung, kênh Cần Câu Nhật Bản nha mọi người. Hôm nay thì mình sẽ bán những cây gần này. Mọi người coi, để ý và ủng hộ cho mình nha. Đấy, mọi người coi thật kỹ video nhé. Đầu tiên, mình bán cây này đi. Đây, cây này Shimano. Cần Shimano nha mọi người. Đấy, cái gần này này. Tại thì thấy đo là thấy ghi là dài 5m1, thu về ngắn nhất của nó là 1m06 nha mọi người, 1m06. Đấy, đường kính cái đọt đỉnh của nó là 1,6 ly, còn cân nặng của nó là 440 gram. Đấy, giá tiền của nó là 350 nha mọi người. Đây, khoang của nó này. Đấy, mọi người. Đấy. 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 Đấy, chỉ có một cái phang này là mắc xứ ở phía trong. Đấy, này, mắc xứ mà bị nứt đây này, đấy, bị đứt ở đây này. Đấy. Rồi, bây giờ thì mình sẽ tung ra từng lóng rồi coi thử sao. Hơi xuất sắc nha mọi người. Okay, mọi người. Đấy. Shimano. Mát này. F8 này. Con này số 1 nha mọi người. Số 1. 1 bán 350. Đấy, 350. Tiếp theo số 2. Mà bán cần đa phần là siêu to không lồ không. Cho mọi người coi cái thông số này trước. Đây, dài 5m8 này, thu vào ngắn nhất của nó là 1m09 này, cân nặng của nó là 540 gram này, đường kính đọt đỉnh của nó là 1,8 ly nhé, 1,8 ly. Mát F7. Phan của nó này. Đấy. Nứt này. Nứt này, còn đá này. Nứt này. Đấy. Nứt này. Đấy. Hầu như cái phan nó bị nứt nha mọi người. Đấy. Đấy, còn đá hầu như không bị nứt. Nói chung là dàn phan này mọi người về thay lại dàn phan khác đi. Đấy. Rồi. Đây. Cầu bu thì nó gãy đứt luôn rồi. Đấy nha mọi người. Rồi giờ mình rỉ kìa. Bảo gan. Đấy.
coi xong mọi hình của cái cần này rồi đó nhé. Cần này là số 2 nha mọi người. Đấy, mình để như thầy cho mọi người thấy lại cái thông số số 2 350 nha mọi người. Tiếp theo cái cần số 3. Cần số 3 lại cần 3 đoạn nha mọi người, 3 đoạn. Thì mình cho mọi người coi từng đoạn luôn. Này. Đoạn nào này. Cái cần này dài 3m9, thu vào ngắn nhất của nó là 1m38. Đường kính đọc đỉnh của nó là 3,7 ly, còn cân nặng của nó là 560 gram, 560 gram nha mọi người. Hát Fuji FS7. Đây là cái lóng cuối cùng của nó, lóng giữa này, lóng giữa nó có một cái bóng giữa thì nó có một cái khoang động. Đấy, khoang động nha mọi người. Đấy, cái này gập vào được. Đấy, đấy này người ta cuốn thêm vào đây để người ta nhỏ keo cho nó chắc cái nhựa này. Đấy, rồi, tiếp theo đỉnh. Con máy này thì nó chỉ có 3 khoang và 1 đầu bu nha mọi người, 3 khoang trung gian và 1 đầu bu. Đấy. Đây, đầu bu đây. Đây ngồi nó đây. Vẫn còn kim loại đá đàng hoàng. Đây. Ok nha mọi người. Đấy. Số 3. Số 3 hay là bán 500. Số 3 500 nha mọi người. Tiếp theo là số 4. Số 4 là cần tay nha mọi người. Cái cần tay này dài 7m8, thu vào ngắn nhất của nó là 1m36. Thu vào ngắn nhất của nó là 1m36. Đường kính đọc đỉnh của nó là 1,5 ly, cân nặng của nó là 860 gram, giá tiền là 500.000. Đây. Cái cần này nhìn cái nước này không biết hình như nó bị tráp tem rồi, hình như cái cần này là của thằng giống của thằng Đài Hoa đó, nhưng mà không rõ nữa, giờ nó tráp tem mình không biết nó hãng gì nhưng mà. Đấy. Nó trả ra. Cước nhựa nó cột gì như này nè, cước nhựa nó cột gì như này đây nha mọi người. Chỗ này như bị nứt bể gì đây, chỗ này nha mọi người, chỗ này bị nứt bể gì đây, người ta quấn dây cước vào này, quấn dây cước nhỏ keo vào nha mọi người, quấn dây cước nhỏ keo vào đây này. Đấy, nứt bể gì đây này, mình thấy có dấu nứt bể rồi. Đấy. Đang chọc mọi người đi xe ngang qua thử. Chọc cũng tới ngoài đường nữa mọi người. 7m8 lận khá là dài. Đấy. Đâu thấy chưa mọi người?
vai xe chạy qua phát giải cần tai nạn đi. Đấy, cần này. Cần này cần số 4. Đấy, vì nứt bể chỗ đó nên nha, cái cần này mình chỉ bán 400 thôi mọi người. Đấy, 400 nha. Rồi mình kêu 500 nhưng mình coi mình thấy nứt bể chỗ đó nên thôi mình bán 400. Tiếp theo thằng này dài 5m2, thu vào ngắn nhất của nó là 1m02, đường kính độc đỉnh của nó là 1,9 ly, cân nặng là 400 g. Đấy, giá 300.000. Đây, ngoại hình đây, bát Fuji FX7. Đây, bằng phan, phan nhựa phía ngoài nha mọi người, chỉ có đầu bu nên là phan kim loại thôi, phan kim loại đá phía trong, su đá phía trong này, nhựa này, mắt đá này, còn đá này, đấy, nứt này, đấy, nói chung là đây, về mọi người tận dụng được cái gì thì không tận dụng, còn không có thì thay dòng phan mới nhìn cho nó mướt nhé. Đấy, nứt này. Đấy, rồi. Khuyến cáo mọi người là coi thật kỹ nhé, mình có quay thật kỹ với các cái khoang để mọi người coi kỹ. Xong chứ tại vì mình ship code mà gửi đến nơi rồi mọi người bảo thế này thế kia này. Khổ lắm. Coi xong cái cần này rồi. Số 5. Đấy, số 5. Cần này bán 300 mọi người. 5-300. Đấy. Tiếp theo, cái số 6. Cái số 6 là cần 3 đoạn nha mọi người. 3 đoạn. 3 đoạn, cần 3 đoạn Olympic. Đấy. Cần 3 đoạn Olympic. Cái dưới này, cái này 450 nha mọi người, dài 2m7, thu vào ngắn nhất của nó là 96cm, đường kính độc đỉnh của nó là 3,2 ly, cân nặng của nó là 380g. Đấy, ngoại hình phát lặng nhé, Olympic. Đấy. Ok, tiếp theo đây là cái đoạn giữa này. Đấy, đang động này, đây đang ngon. Càng này ok hết. Đấy, đây là cái số 6 nha mọi người. Số 6 450.000. Số 7 này, càng này. Số 7 đây là cái cần tay nha mọi người. Cần tay này dài 6m, thu vào ngắn nhất của nó là 1m48, đường kính độc đỉnh của nó là 2 ly, cân nặng của nó là 580g. Đấy, giá tiền luôn, giá tiền của nó là 400.000.
Rồi. Sơn hơi tóc tắt nhưng mà cái cầm cái cần này rất là đã rồi. Rồi ok. Đó, mọi người đã xem hết cái ngoại hình cái cần rồi nhé. Cần tay thì chỉ có thế thôi. Rồi cái mấy cần tay này nó có đều bọc kim loại ở các đầu, các lóng nha mọi người. Cần này cần số 7. Số 7 cần này 400 nữa. Rồi. Số 7 400. Tiếp theo cần số 8. Đây cần này. Dài 49, thu vào ngắn nhất của nó là 85 cm. Đường kính độc đỉnh của nó là 1,8 ly, còn cân nặng là 310 g, giá là 300.000. Đấy. Mọi người coi trước những cái đá để xem có phù hợp với cái nhu cầu của mình không. Rồi coi tiếp nhé. Thế để mất thời gian. Cần này không biết nó nào chế thành cần cước trong hay như thế nào này. Đấy, mình không biết. À, hiện tại nó đang thành chế độ là cần cước trong này. Cước trong nha mọi người, cần chạy cước trong cần luôn nhé. Đấy. Bản cũng không rõ nữa. Thì đơn giản nó cũng cũ cũ rồi, nước sơn còn khá tróc tróc rồi cũng không biết được. Chàng này ship. Rồi, xong ngoại hình. Đấy. Hình này số 8 nha mọi người, số 8. Đây, mọi người coi lại cái thông số. Số 8, 300.000 nha mọi người. Số 8, 300.000. Rồi, tiếp theo. Cần số 9, cần đai hoa nha mọi người. Cái cần này cần đai hoa. Cần đai hoa dài 5m3, thu vào ngắn nhất của nó là 92 cm, đường kính độc đỉnh là 0,9 ly, cân nặng là 310 g, giá của nó là 250.000. Đai hoa này. Đấy. Nước sơn hơi tróc tróc. Đầu các lóng đều bọc kim loại cho nó gia cố rồi. Đấy, kim loại hết rồi. Rồi, vậy là mọi người đã coi hết ngoại hình của cái cần rồi. Đấy, rồi. Cần này là cần số 9. Số 9, 250.000 nha mọi người. 250.000. Tiếp theo, số 10. Đây, 10 là cái này. Có hãng gì?
Số 10 là cái cần Olympic nha mọi người. Cần Olympic dài 4m3, thu vào ngắn ngắt của nó là 86cm. Đường kính đọc đỉnh của nó là 1 ly nha mọi người. Đường kính đọc đỉnh là 1 ly. Còn cân nặng của nó là 260g, giá là 250.000. Đấy. Khoan của nó bằng kim loại luôn. Còn nó như cái kiểu cầm tay đều máy á. Thằng này là Olympic nha mọi người. Đấy. Này, tay Olympic này. Đấy, nó hơi bị tắt nhưng mà vẫn còn thấy Olympic. Tay trợ máy à, xong rồi hình cái cần rồi nha mọi người. Cái cần này số 10 nha mọi người. Số 10. Cần này giá 250.000. Tiếp theo. Cái cần số 12. Cái cần này càng này dài 3m6, thu vào ngắn ngắt của nó là 1m02, đường kính trọc đỉnh của nó là 2,1 ly, cân nặng của nó là 180g. Đấy, bát Fuji FS6 nha. Vậy dàn phan của nó thì ra cái này đầu bu nó bị mắc rồi, mắc cái phan đầu bu rồi nha mọi người, người ta đẩy cái phan này lên ra làm đầu bu, phan đầu bu này đấy nhá. Đẩy cái phan này chắc phan thứ nhì gì đó bãi lên rồi phan đầu bu đó. Đó. Qua xong rồi, hình cho mọi người coi rồi nhé. Cái cần này, cái cần số 11, 180.000. Đó. 11, 180.000 nha mọi người. Tiếp theo, cần số 12. Này, cần số 12. Cái cần Alpha Tac này đây. Cái cần này á nó dài 3m1 nha mọi người. Cần này dài 3m1. Thu vào ngắn nhất của nó là 93cm. Đường kính của đầu đỉnh của nó là 2,8 ly, còn cân nặng của nó là 200g. Cần này cần carbon nha mọi người, cần carbon. Đấy. Bát Fuji FS6 carbon.
thấy không mọi người, khoan này, khoan còn ok nha mọi người, khoan còn rất là đẹp. Đấy. Này, chỗ này nó hơi bị tục rồi tí này, tục tí đã xí dán lại thôi. Đó. Này. Cần này có tất cả ba cái khoan và một cái đầu bu đều còn ok nha mọi người. Khoan này, 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 cái khoan thứ nhì này nó hơi nứt chỗ này xí này. Nứt xí đó, đó thấy chưa? Cái thứ nhì nó hơi nứt xí đó. Này, này cũng nứt xí bên này. Khoan thứ ba, khoan thứ ba thì nó nứt cái này. Đấy. Thấy rồi. Khoan cuối này thôi. À, không sao. Đấy. Thấy chưa mọi người? À, vừa quay xong cần này, đấy nó ba phan và một cái đầu bu đây, đấy có hai cái phan giữa thì bị lỗi là hơi nứt nứt gãy cái vành sắt, có hai đường sắt thì nứt một vài đường thì nứt nứt bên này, đây, này nứt bên này này, đấy. Cần carbon nha mọi người, cần carbon dài 3m1, thu vào ngắn nhất của nó là 93 cm, đường kính đọc đỉnh của nó là 2,8 ly, cân nặng của nó là 200 g. Đấy. Số 12. À. Cái này bán 700. 12 700 nha mọi người. Tiếp theo. Số 13. 13 là cái cần 3 đoạn nha mọi người. Hôm nay có 13 cái cần à, cái thấp số tử luôn kìa. À, cái cần này 2 đoạn thôi mọi người ơi. Cần này cần 2 đoạn nhưng mà có 2 cái đầu. Đấy, cần này loại cần 2 đoạn nhưng mà có 2 đầu nha mọi người. 2 đoạn, 2 đầu là thành giờ đây mình thấy 3 đoạn đây. Này. Cần này dài 2m1, thu vào ngắn nhất của nó là 1m09, đường kính của đọc đỉnh của nó là một đọc á là 1,9 ly, một đọc là 3,6 ly nha mọi người. Một đọc 3,6 ly. Cân nặng của nó là 400 g. Đấy, khoảng 400 g. Đấy. Đó. Mình đưa cho mọi người coi nè, coi cái góc của nó trước này, đọc dưới nè, cái khúc dưới này. Đấy, bắt vặn nhé. Có một cái bắt vặn đây. Ở đây có gắn thêm một cái bắt trượt lại nữa. FX5 nha mọi người. Đấy. Cần Olympic này. Đấy, Olympic. Cần hai đoạn Olympic mà có hai cái đầu kích cỡ khác nhau để câu có loại cá khác nhau. Đấy. Đấy. Okay. Này. Cái đọc này thì nó to hơn, đọc này to hơn này. Đầu này đọc mà có đường kính đọc đỉnh là 3,6 ly đây. Đấy. Đấy, trai này là ông làm mà rồng rọc trượt luôn này. Đấy. Theo. Đây là cái độc 1,9 ly. Rồi. Đây là cái số 13 kết thúc số cần ở trong video này của mình rồi. Mọi người mua hàng thì liên hệ cho mình số điện thoại bán hàng nhé, là 0786 55 55 99. Mình ở Đà Nẵng nha mọi người. Cần số 13 400 13 400. Cảm ơn mọi người rất nhiều.